Huynh cho đệ hỏi gì là sư mình tại là thấy sự vô thường như vậy ngài mới đi tu hả sư huynh? Dạ đúng rồi đệ, cho nên ngài mới thấy được hoàn cảnh vô thường nè, thân vô thường nè, tâm vô thường, cho nên sư Minh Tệ mới dốc lòng tu niệm và ngài trả lời với lại các người mà đến hỏi ngài đó. Vừa trả lời mà đó cũng là một cái lời khuyên nhủ, là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người hãy sớm lo tu, để không thì yếu lý vô thường nó chi phối rồi, con người không bao giờ tu được. Có hối hận thì nó cũng đã muộn rồi. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Cuộc đời lắm lúc gay go, mau mau bước xuống qua đò sông mê ha quý vị. Dạ, đại xin chào sư huynh ạ. À. Dạ, chào đệ, nam mô A Di Đà. Dạ, hữu duyên ngày hôm nay gặp lại sư huynh thì xin phép huynh cho đệ hỏi. Thì đệ có xem những video mà các anh em YouTube chia sẻ trên mạng đăng về sư Minh Tại sư huynh. Dạ. Đại có nghe sư Minh Tại nói về sự vô thường thì ngài mới tu. Thì huynh cho đệ hỏi thì sự vô thường là như thế nào? Mong huynh chia sẻ cho đại cũng như là bà con Phật tử được nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lễ Đức Phật Đức Thầy, kính trình quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Thì kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đang xem qua trên kênh YouTube của Hà Văn Vàng cũng như Hữu Nghĩa Cư Sĩ. Rất cảm ơn câu hỏi của đệ Vàng cũng đã bắt được cái nhịp cầu nhân duyên để chúng tôi có được cái sự trao đổi cùng với cô bác anh chị em mình, tạo lành được cái phước duyên trong cái cuộc sống mà chúng ta còn đang dấn thân nơi ta bà đau khổ. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại được hạnh ngộ một nơi rất là trang nghiêm thanh tịnh. Ở ngoài thì cây lá với gió nhạc xôn xao, tiếng chổi quét sạt sào của những người lao công ở nơi này. Họ lao tác hàng ngày để rồi săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ. Bên trong thì chư quý đồng đạo thấy được một công khung cảnh rất là thoáng mát. Và đặc biệt ở phía trên đó là thánh tượng của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, người cũng đã viết nên những trang Phật sử để rồi lưu truyền lại cho tất cả mọi người về gương lành tốt đẹp của ngài. Suốt cuộc đời đã hy sinh vì đạo pháp, vì chúng sanh, cho nên ngài đã lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng sát sông pha bờ bụi. Ngài thổi ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, để sau đó ngài đã thắp lên được ánh sáng của Đức Từ Bi trong ánh đạo vàng muôn thuở, rồi nương theo bước chân xuất thế của ngài mà truyền thừa lại cho tất cả mọi người đều hiểu biết được cõi lành ác mặt ác đặng đâm chồi, mong ơn Phật Thánh đền bồi ân xưa. Và bây giờ thì chúng ta rất là may duyên khi được gặp lại những người con Phật giáo mà đã cố gắng noi gương lành của ngài. Đó, non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Sư Minh Tuệ ngài đứng lên cũng giống như là một cái vị sứ giả của Như Lai, đã đem vào đời biết bao nhiêu là lời pháp thoại, đem đến cho tất cả mọi người sự giác ngộ chân chính. Và riêng ngài thì luôn lúc nào cũng tinh tấn nỗ lực trên bước đường tu hành của mình. Và nhất là một cái hạnh tu mà khó nhất, ngài đã lập nên những cái kỷ lục, đó là 13 hạnh đầu đà, cũng xác lập được 13 cái kỷ lục được ghi vào trong quyển từ điển Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới. Và chúng tôi còn nhớ nữa, qua cái câu hỏi mà đệ Vàng cũng đã bắt nhịp cầu nhân duyên để cùng với cô bác anh chị em chúng ta hôm nay mà dung trồng được cái cội phúc trong cái cuộc sống tu tập của mình. Thì khi hỏi về tại sao mà ngài còn trẻ nhưng mà ngài lại đi tu sớm vậy, thì ngài nói là cuộc đời này nó vô thường lắm, không thể chờ được. Ví dụ như bây giờ mình 50 tuổi mình mới tu, hay hoặc là đợi cho 60, 70 hay 80 mình mới tu, thì lỡ như là cái nghiệp nó đến rồi, nào là rắn cắn hay hoặc là gặp tai nạn bất ngờ, thì con người tới đó muốn tu thì tu cũng không được. Cho nên bây giờ đó thì mình sớm giác ngộ được ngày nào đó thì lỡ mà nghiệp đến đó mình cũng có tu. Cho nên qua đó thì thấy ngài luôn trả lời với tất cả mọi người như thế đó, thì làm cho người ta lại hiểu được cái lý vô thường trong cái cuộc sống này.
Và đặc biệt đó thì Ngài đã chứng ngộ được Phật Pháp, thưa quý đồng đạo, đã có được cái chánh kiến và an trú trong chánh Pháp. Đặc biệt nữa đó thì Ngài có đủ giới đức và chứng ngộ được chân lý, cho nên được quần chúng rất là kính ái và mến mộ. Qua đó thì mình mới thấy được sự vô thường luôn lúc nào nó cũng thúc đẩy cho tất cả mọi người chúng ta. Và nhất là theo mỗi cái sát na thời gian đi qua, thì ở cái thế gian này quý vị, luôn lúc nào nó cũng có những cái sự thay đổi. Thay đổi đó là gì? Thay đổi đó là thân của con người vô thường, tâm của con người cũng vô thường, và tất cả mọi cái cảnh quan ở bên ngoài cũng được vô thường nữa, thưa quý vị. Cho nên đối với chúng ta đó, khi mà chưa có hiểu được Phật Pháp qua những cái lời mà Đức Phật đã chỉ dạy đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái cuộc sống của chúng ta ở nơi thế gian này lúc nào nó cũng bền vững, lúc nào nó cũng trường tại đời đời. Cho nên con người không có lo lắng đến cái sự mà sanh tử của mình là gì. Như vậy đó mà con người ta cứ chạy theo bao nhiêu cái sự quyến rũ của thế gian, cảm nhận bao nhiêu thứ dục tình, nó làm cho tâm thức của con người phải thất điên bát đảo. Và chúng ta thường hay truy quan trị lạc, vui sai theo những cái thị dục nó cám dỗ. Cho nên Đức Thầy thường hay nhắc là mãi say sưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp, đời đời lên rồi xuống. Hay là nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn nói cho chúng ta biết được một câu giống như là một thánh lệnh mà tất cả những ai đã có duyên lành với Phật đều nghe và bắt đầu, người ta đã nhanh chân để tu tập. Đêm quá dài với kẻ mất ngủ, đường tuy xa đối với khách lữ hành mỏi mệt cũng như thế, nẻo luân hồi sẽ tiếp nối chuyển xe với kẻ vô minh chẳng biết lối ra. Thì đó quý vị, chúng ta sanh ra chúng ta chưa gần gũi được với Phật Pháp, cho nên những lời lành của Đức Phật chúng ta chưa có hiểu, và chúng ta không lấy thấy được cái yếu lý vô thường nó đang chi phối mình từng sắc na thời gian như thế nào. Cho nên do đó mà mình không có biết ăn năn hối cải để chúng ta tu tập quý vị. Chứ thật ra đó thì đối với cái cảnh quan mà chúng ta đang sống nè, lúc nào nó cũng biến đổi, nó thay đổi theo thời gian. Mà Đức Thầy cũng đã cho chúng ta biết rất là rõ, việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay, chữ phù dân phú quý nay mai, luân với chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bành, đời hạ nguyên hay chết tuổi sanh như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Cho nên ước mơ của các ngài là miễn cho được ngài hai cơm tẻ, để buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Cho nên mình mới thấy được cái cuộc đời nó thay đổi. Hễ hết sáng rồi thì lại thấy trưa, hễ hết trưa rồi thì lại là tới tối. Cho nên là 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Thì thiệt ra đó quý vị à, con người chúng ta đã thấy đó, cái hoàn cảnh nó vô thường, nó thay đổi theo từng sát na. Đó, cho nên con người cũng theo đó đó, định luật thành trụ hoại không, lúc nào nó cũng chi phối chúng ta. Cho nên thì hãy sanh ra rồi lớn, hễ lớn tắc phải già. Xét nghĩ trong lúc tuổi xuân sanh, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng, nói năng bật thiệt, xác thịt mạnh mẽ, học hỏi dễ dàng, tỏ tai sáng mắt, thấy biết nhiều điều. Nhưng mà rồi thì sao? Một lúc nào đó lại ô hô, mà nay sao lại răng rụng, mắt lờ, ù tai choáng, óc da nhăn, má cớp, gối mỏi, lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiên, uống ăn đổ tháo, bọn trẻ dễ khinh, và đành nhờ cậy đi tay nâng gậy, phế diệt dân quan, tinh thần hao kém, khí lực hào tàn, thoạt nhớ thoạt quên, nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mồ. Đó, cho nên yếu lý thời gian nó là một cái lưỡi búa, nó rất là sắc bén để nó thể tàn phá được cái cuộc sống của mỗi con người, thưa quý đồng đạo. Cho nên do đó đó mà người ta thường hay nhớ đến cái câu là luôn lúc nào nó cũng cảnh giác với bao nhiêu cái thời gian. Mỗi sát na đi qua là mỗi tế bào trong con người của chúng ta nó đã già đi đôi chút, mà Đức Thầy cũng đã thường nhắc chúng ta. Ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa soạn kéo vào quan, thưa quý đồng đạo.
Cho nên đó quý vị à, chúng ta sống ở đây đó, trong cái chuỗi ngày mà quý vị thấy đó, một ngày đó 24 tiếng đồng hồ đó, thì nó rất là mau quý vị. Nếu mà chúng ta không để ý thì thôi, mà nhất là những người tu niệm như chúng cháu đó thì thấy trời sáng ra kế lại thấy trưa nó mau lắm. Lây quay rồi đó thì chút xíu nữa nó đã qua ngày khác rồi. Đó, nhất là chúng ta lo làm ăn buôn bán để chúng ta tìm kế sinh nhai trong cuộc sống này. Thì cô bác á, biết là chúng ta cứ lo tảo tần như vậy mà cái công việc luôn lúc nào đó nó cũng làm cho chúng ta nhớ ở nơi tâm trí của mình. Vì cái tâm trí bận rộn đó mà chúng ta quên đi cái yếu lý vô thường là nó chi phối chúng ta theo từng cái nhịp tích tắc của thời gian. Cho nên Đức Thầy mới nói là ngày đến đến đi đâu cáo ngược, rồi năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Đó, nó cứ như thế đó quý vị, nó đi tới hoài. Rồi hoàn cảnh không gian của ngày hôm nay cái cảnh nó như thế này thì ngày mai cái cảnh nó lại khác nữa quý vị. Một ngày kia con đang ngồi ở dưới gốc cây, tự nhiên con thấy được cái chiếc lá bồ đề nó rơi xuống. Thì từ nhìn chiếc lá đó đó quý vị mà con làm được cái bài thơ vô thường. Sau đó thì cũng được anh Cát Tường là một biên tập viên của Bát Giác Ngộ, anh cũng đã đăng cái bài thơ đó quý vị. Thì cái bài thơ đó con tức cảnh sanh tình mà con làm như thế này. Trước gió lai rung rinh, dưới nắng em lung linh, chồi non thân mơn mởn, trưởng thành dáng xinh xinh. Nhưng rồi thời gian đến, lại qua khoảnh khắc đi, úa vàng và khô héo, buông cành rơi chia ly. Thấy đời em tạm giả, người ơi nghĩ điều gì? Thì thưa quý vị, ba cái chấm hỏi mà đặt đó, người ơi nghĩ điều gì, tức là thấy chiếc lá úa vàng và khô héo, rồi buông cành rơi chia ly. Thì ai cũng đi theo cái định lực thành trụ hoại không đó quý vị. Sanh ra rồi lớn, hễ lớn sẽ bị già trong tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Làm nên nào là tứ thời cảm mạo bất hòa, hễ già thì yếu đau, hễ yếu đau ắt là phải chết. Cho nên do đó mà cái yếu lý thời gian nó chính là một cái chiếc búa rất là sắc bén để nó đoạn tiệt mạng sống của con người. Chính vì điều đó đó mà Đức Thầy luôn hối thúc chúng ta là nếu chẳng lo đó, chần chờ sợ lão, e sau này tâm não đoạn trường, thưa quý đồng đạo. Cho nên bây giờ đó mình không có nghĩ là thời gian chi phối, rồi hoàn cảnh này nó vô thường, nó cứ thay đổi, giật đổi sao dời. À, ngày nay như vậy nhưng mà ngày mai nó lại khác. Ngày nay nó yên tĩnh nhưng mà ngày mai nó lại thảm sầu. Cho nên ngài thường hay là nhắc nhở chúng ta qua câu là ai mà biết đặng ngày mai. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, thì chính đó là cái yếu lý vô thường của thời gian. Nó biến đổi theo từng sắc na. Ha, mà không có cái gì lại đứng yên ở một chỗ đó để vĩnh viễn trường tồn hoài, thưa quý đồng đạo. Cho nên kể cả theo cái lý tam quân mà Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta biết vào cái buổi đời mà chúng ta đang sống đây, cái bầu trái đất nó cũng có cái tuổi thọ của nó cũng có được cái định lượng của thời gian. Rồi đến lúc nào đó thì thưa quý vị, cơ tận diệt cũng đến. Thì cái trái đất này đó chúng ta không phải là ở đây để chúng ta thụ hưởng, mà rồi chúng ta cũng phải cất bước ra đi về một cái thế giới mới để chúng ta được có cuộc sống. Cho nên nó về cái lý tam quân đó thì Đức Thầy cũng từng dạy dỗ cho chúng ta biết rằng chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã Tử Phòng xem người thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an bá tánh. Cho nên nó quý vị thấy là trời đất xây dần rồi đó thì cũng phải trở lại đầu, cho nên mới có câu là thiên địa tuần quần châu nhi phục thủy. Đó, đó chính là cái yếu lý thời gian và chính là cái những cái tính chất của vô thường, nó thay đổi, nó biến dịch. Đó thì tất cả vạn vật trong cái vũ trụ này nó đều thay đổi theo cái yếu lý đó, thưa quý đồng đạo. Cho nên do đó đó mà Đức Thầy luôn lúc nào nhắc nhở chúng ta là từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão thì mắc trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên không có ai mà có thể là vượt khỏi qua cái yếu lý vô thường, chỉ trừ có một cái là chúng ta cố gắng tu tập. Đó, để rồi chúng ta hoàn mãn được cái đạo hạnh của mình. Đó, để chúng ta chứng vào chỗ mà đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn. Thì đến cái cảnh Niết Bàn đó quý vị à, không còn sanh diệt nữa.
thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi cái bàn tay của vô thường, thưa quý đồng đạo. Có một câu chuyện mà cũng giống như tâm trạng của ngài Thích Minh Tuệ vậy đó. Thì ông Trương Tổ Lưu ngày xưa ông có một cái người bạn, mà người bạn ông là một cái vị thiền sư cũng có cái công quả tu tập. Ngài mới đến, ngài nhắc với ngài Trương Tổ Lưu, sao anh còn bận bịu quá nhiều công việc ở thế gian mà anh chưa phải phát tâm giác ngộ để tu tập. Ông nói tôi còn có ba điều. Cái thứ nhất á, là cái nhà mồ của vợ tôi á, chưa làm xong. Cái thứ hai nữa thì tôi còn con trai con gái tôi chưa có cưới gả cho nó được. Cho nên do đó đó thì tôi hẹn với anh chừng nào mà nó làm xong công việc này rồi đó thì tôi mới giác ngộ tôi tu tập được. Thì ông thiền sư này ông thấy ông Trương Tổ Lưu ông hứa vậy thì thôi, cũng biết là cái yếu lý vô thường nó chi phối, nhưng mà bạn mình đã có cái ý như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ngày qua tháng lại rồi thì thưa quý vị, chỉ có mấy tháng sau thôi thì ông thiền sư ông ghé lại thăm bạn mình, thì ông Trương Tổ Lưu bây giờ đó quý vị không còn trụ lại cõi thế, mà ông đã giả từ thế nhân để ông đi về cõi vĩnh hằng. Cho nên là ông Trương Tổ Lưu ông hiểu rõ được cái yếu lý vô thường như vậy đó, nay còn mai mất, phút chốc thì đã qua đời khác. Cho nên ông viết một cái bài kệ, ông nói rằng bạn tôi tên rằng Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa dạng vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Cho nên quý vị ơi, mình mà không có sớm tu rồi đó thì bị cái yếu lý thời gian, mà nhất là bây giờ đó mình cũng chưa biết hôm nay sẽ ra sao. Ngày nay mình sống một cái cuộc đời mà cái thờ không gian, cái quan cảnh nó điên yên tĩnh như vậy, thì bỗng đâu là lại đất bằng sống dậy, thưa quý vị. Thí dụ như bây giờ người ta đang ngủ trong một cái giấc ngủ ngon, rồi thiên tai địa ách động đất, phải không quý vị, bão lũ nó đem đến bất ngờ đó, mà đó chính là những cái yếu lý vô thường, đó chính là những cái tác nhân của thiên nhiên nó nổi dậy, thì con người làm sao mà có thể là mình tránh khỏi được. Mặc dù là bây giờ trên thế giới người ta cũng vẫn có những cái tiếng còi báo động, hay hoặc là có những cái tín hiệu để báo trước cho con người trước là 10 phút như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cô bác anh chị em chúng ta chạy đâu, trong khi chúng ta ở giữa một cái tâm chấn như vậy đó, mà cái tác hại của một cơn địa chấn hay hoặc là tác hại một cái cơn sóng thần đó quý vị à, nó không phải là nhỏ, mà cái phạm vi của nó là có thể là khắp một cái tỉnh, nó khoảng 60, 70 km như vậy, thì chúng ta chạy đi đâu. Đó, hay là chúng ta đang ngủ rồi đó thì trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác thưa xưa rồi. Hay hoặc là Đức Thầy nói ôi khổ thảm bốn bề sóng dậy, dầm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa dưới miệng trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực trừng. Hay hoặc là Đức Thầy nói để đến việc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tở biển mênh mông, ấy là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian, thưa quý đồng đạo. Cho nên không ai biết được ngày mai là như thế nào, mà cũng không có ngày mai nữa đại vàng. Có ông đó, ảnh đi lại cái quán ảnh ăn hủ tiếu, cái ảnh ăn hủ tiếu ảnh ăn gần xong rồi ảnh mới kêu tính tiền. Cái chợt ảnh nhìn lên trên cái vách người ta để ngày mai ăn khỏi trả tiền, cái anh mừng quá, ảnh nói bữa nay mình ăn tốn tiền chứ ngày mai mình nhanh chân mình lại đây mình ăn chắc không có tốn tiền. Là bắt đầu từ ngày mai đó là mình ăn sẽ khỏi trả tiền, không có tốn đi cái kinh phí của mình. Sau đó thì anh tranh thủ ngày mai lại anh ăn. Ăn xong cái anh đứng dậy anh đi. Anh đi cái chủ quán nó kêu anh ơi chưa trả tiền. Cái ông nói sao? Hôm qua tôi ngồi ăn tôi đọc cái nè, ngày mai ăn khỏi trả tiền cho nên tranh thủ hôm nay lại tôi ăn. Đó thì bây giờ tôi đâu có cần phải trả tiền, chủ quán người ta nói ngày mai á, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Vậy thì hôm nay anh ăn anh phải trả, còn ngày mai anh tới thì anh khỏi trả tiền. Nhưng mà cuối cùng ông trả tiền cái lúc đó rồi ông mới suy nghĩ, ông nói vậy thì đâu có ngày mai. Cho nên tất cả mọi người khi hiểu đạo ở đại vàng à, việc gì làm được hôm nay thì đừng đợi ngày mai. Cho nên ở Đức Thầy luôn lúc nào cũng nhắc về cái yếu lý vô thường của cuộc đời này, cái cảnh nó vô thường, nó biến đổi, nó thay đổi trong từng sát na vậy đó. Có đôi khi mình phát tâm mà mình tu đó, coi chừng nó không kịp nữa. Chứ mình cần chần chờ
mình cứ phải đợi hoài đó. Thì Đức Thầy nói thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn mãi chần chờ thì diệt thế gian như thể cuộc cờ thắng với thối một hai nước tướng. Yếu lý thời gian chẳng khác nào là một bàn cờ tàn vậy đó quý vị. Đó, mà người ta chiếu một nước, chiếu một nước, chiếu một nước tướng nữa là rồi, xong ngay. Đó, thì cái thời gian nó rất là mau lẹ. Cho nên mới trong kinh Phật có câu là mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu ni nhân. Nếu chờ đến tuổi già mới niệm Phật thì bao nhiêu mồ trẻ đã qua đời rồi quý vị. Cho nên do đó mà mình thấy được cái hoàn cảnh thật ra là vô thường biến đổi. Trời sáng ra kế lại thấy trưa năm cũ đó rồi qua năm mới. Một cái tích tắc đồng hồ, tức là cái cảnh nó sẽ thay đổi. Cứ tích tắc đồng hồ, cái hoàn cảnh nó thay đổi nó rất là nhanh quý vị. Chẳng khác nào là một cái tia chớp. Chẳng khác nào là bóng câu qua cửa sổ mà giống như con ngựa. Mà nó phi ngang cái cửa sổ rồi đó thì người ta mới thấy được cái yếu lý vô thường của thời gian nó nhanh như vậy đó. Nó biến đổi mọi hữu thể trong cái thế gian này, trên dương thế hữu hình tắc hoại. Mà tắc hoại đó là gì? Là theo yếu lý thời gian. Mới ngày hôm trước tuổi thơ ngây, phút chốc rồi già cũng đến đây. Mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai. Lập lè bốn mắt trong mờ tỏ, mà khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Nói đến nỗi này thêm chán ngắt, đi đâu quải có lẫn cùng chài. Cho nên bây giờ đó thì thời thượng quân đi đến trung quân, rồi bây giờ hạ quân, hạ quân hạ. Thì theo cái lực mà đào thải á, đại, theo cái sự mà tuần hoàn của Lý Tam Quân đó thì chưa chắc gì chúng ta sẽ còn trường tồn mãi mãi nơi cái cõi này. Đó, cho nên Đức Thầy thường hay sớm nhắc chúng ta, ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Đó, cho nên bây giờ đó chúng ta đã gặp cành rồi, tức là gặp được đạo rồi. Là cái nơi mà chúng ta rèn tâm luyện trí để chúng ta có đủ được cái phước đức nhân duyên. Đó, mà giữ gìn được cái huệ mạng của mình. Một khi mà yếu lý thời gian này, cái luật đào thải nó đến mà Đức Thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thư thất quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt. Lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Đó thì bây giờ mình phải nhanh chân xuống thuyền, chứ còn mình đợi nữa là không có được. Mình không có thể nào mà chần chờ với yếu lý thời gian được. Cho nên Đức Thầy mới nói là ma ha thòn nhỏ dọn rồi đa, bước xuống đi ba qua bến giác mà sao hãy còn chờ, ta réo mãi dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Cứ ngâm nga là mình còn chần chờ hoài ha, mình còn lưỡng lự hoài mà mình không có chịu sớm giác ngộ để mình tu cho nó kịp với cái yếu lý vô thường. Chỉ có tu con người mới chuyển nghiệp, và chỉ có tu con người mới thoát khỏi được cái sự chi phối của vô thường. Cho nên do đó đó mà Đức Thầy nhắc chúng ta. Thầy nói á quý vị à, khi mà chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ, tức là chúng ta sẽ thoát khỏi cái vô thường đó. Tức là A-di-đà, niệm Nam-mô-A-di-đà Phật là gì? Là vô lượng quang và vô lượng thọ, tức là thọ tuổi của chúng ta đó không có biết là phải đếm bao nhiêu A-tăng tỳ kiếp mà con người sống, cái thọ tuổi nó rất là trường tồn. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Em thấy không? Cái tuổi thọ nó rất là dài. Còn sống nơi thế gian này, mặc dù chúng ta tu được ngũ thông rồi, cũng giống như bốn anh em Phạm Chí kia vậy. Mấy ông tu rất là giỏi đó, đạt ngũ thông rồi đó. Mấy ông biết được cái yếu lý thời gian đó chi phối lại cái tới cái ngày giờ này. Một tuần nữa thì bốn anh em sẽ ra người thiên cổ. Thì cái ông thứ nhất ông mới nói là tôi sẽ dùng cái thần thông á, tôi sẽ đi sâu vào trong hang núi, tử thần biết tôi đâu mà kiếm. Cái ông thứ hai ông nói là tôi sẽ bay lên không trung, tôi ẩn trong những cái đám mây đó, thì tử thần cũng đâu biết tôi đâu mà kiếm. Cái ông thứ ba ông nói vậy tôi sẽ lặn xuống biển đó, chân tôi không đụng đáy biển mà đầu tôi cũng không có ngoi lên mặt nước, thì tử thần thấy tôi đâu mà bắt. Cái ông thứ tư ông nói là tôi sẽ len lỏi vào những cái buổi chợ mà đông người nhất, nó tôi trốn giữa cái chốn đông người đó thì tử thần cũng không thấy tôi đâu mà bắt. Nhưng mà quý vị biết không, khi yếu lý vô thường nó đến rồi, định nghiệp mà nó đã quyết định như vậy rồi đó, thì tới ngày giờ năm tháng đó thì bốn ông tự lăn ra chết. Cho nên có người biết chuyện đó đó đến hỏi Phật, thì Phật mới nói một bài kệ là chẳng không trung, chẳng biển cả,
chẳng vào trong hang đá, chẳng có cái chỗ nào thoát khỏi cái chết cả, thưa quý đồng đạo. Cho nên qua đó đó quý vị à, nó chi phối mình theo từng sát na, mình trốn cũng không khỏi đâu ha. Dù ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi, trốn khỏi. Thì đó chính là cái cảnh vô thường mà con người ta nên ý thức. Nó nhanh lắm đệ. Nó biến đổi theo cái lý tam quân rồi đó, con người chết nay sống mai à. Đó, mà không biết được cái số phận mình như thế nào, cho nên Đức Thầy mới nhắc là ai mà biết đặng ngày mai. Ngày nay đang yên tĩnh nè, ngày mai thảm sầu. Đó, thì yếu lý thời gian nó là lưỡi búa tột bén đó, nó đoạn tuyệt mạng sống của con người bằng một cách đó đó. Cho nên Đức Thầy nói là như thế này nè: trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh thân ra. Lánh thân ra khỏi kẻo mang tay, tìm nẻo cao siêu đến Phật đài. Đó. Cho nên bây giờ mình mới thấy là trời đã hoàng hôn, tức là Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng cái buổi chiều của đời hạ nguyên nó gần hết, tức là yếu lý của thời gian trong cái lý tam nguyên nó đã sắp tàn rồi. Trời quá buổi chinh chinh vừa xế chờ, ít lâu cũng lặn về Tây. Lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, mà tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Chứ còn mình bây giờ mà mình tu quanh tu quẩn, hay hoặc là mình đợi mình chờ nữa, thì không có còn kịp nữa quý vị, không kịp nữa đâu. Đó, cho nên đó chính là cái cảnh vô thường. Bây giờ nói tới cái thân con người vô thường thì sao? Cái thân của chúng ta đó quý vị, mà trong cái tứ diệu đề, Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta có được cái sự sanh khổ. Vật chi mà sanh ra trong cõi thế gian theo các công lệ tự nhiên, hễ sanh ra thì phải có ngày tan rã. Còn cái thân của ta đã do nơi tứ đại hiệp thành, sớm muộn gì nó cũng phải tan rã. Xét rằng thấy có sự cấu tạo của cha mẹ mới thành thân của ta, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ lại thì thịt và xương cốt là chắc đặc thuộc về đất, máu huyết là chắc lỏng thuộc về nước, hơi thở của ta trở lại với gió và sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy chung hợp lại mới thành thân của ta, nhưng mà hễ đến ngày tàn hạ rồi thì xương thịt rã ra quần lại đất, máu huyết rã ra quần lại đất, hơi thở trở về với gió và sự ấm áp trở lại với ánh nắng mặt trời. Như vậy tại làm sao gọi rằng khổ? Vì xét thấy à, cái lúc mà mình sống đó thì nhờ xác thịt này mà học hỏi kinh nghiệm việc đời xử sự tiếp vật, đeo đắm theo lợi lợi danh danh tài tài sắc sắc, không chịu kịp tra cứu cho nó phân biệt giả chơn, ý thức sai lầm nhận không ngần rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh gặp chánh tưởng tà. Rồi cũng do sự nhận lầm ấy mà nhận lấy cái thân này là thiệt thân của mình, mãi lo o bế sửa sang dồi mài cạo gọt, cưng nó, dưỡng nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Vẫn biết trong đời ai cũng lo thân, nhưng mà cái người hiểu đạo thì biết rõ thân này chỉ tạm trong một thời gian, nên chẳng có ích kỷ, lo cho nó vừa chừng, vừa già, giúp ích cho đời, chừng bỏ xác thì có cái khác. Còn người á mà không hiểu đạo thì bo bo giữ nó bằng cái lối ích kỷ mê lầm, là muốn cho nó được trường tồn, kịp đến khi tử thần gõ cửa. Nhưng mà số vô thường đã đến thì thần thì sao? Thần trí hôn mê, rất triếu mến cõi đời cửa nhà con vợ mà lúc ấy đã cũng không còn sống được nữa. Kẻ phùng mang trợn mắt, trắc lưỡi nghiến răng lăn lộn, giật mình kêu than thảm thiết. Ở chỗ này đó sư Minh Tệ mới nói với cái người mà hỏi đó, đại vàng biết nói làm sao. Nó bây giờ đó đến đó đó thì mình hẹn 50 hay 70 hay là 80 mình tu cũng được. Nhưng mà có điều là đến đó rồi đó, cái nghiệp thức nó làm cho con người là phải là hôn mê bất tiễn. Lúc đó mình không còn suy xét được như thế nào thì làm sao tu cho nó kịp. Đó thì cái thân vô thường của con người nó nay đổi bao giờ cũng vậy đó. Đó mà khi mà bệnh nó đã chi phối con người rồi đó, thì lúc đó cơn tỉnh, cơn mê, tay chân nhức nhói, gan ruột quặn đau, khỏi héo, tim khô, da teo, huyết cạn. Kẻ mang lao mang tổn, phương đàm ho sỉ, người đuôi cùi lỡ lói bại, sự sưng tê, than thuốc chẳng an, khẳng nguyền chẳng giảm, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng xong. Vậy thử hỏi khách trần gian ai mà không muốn xa muốn lánh? Nhưng mà nào ai tránh được khỏi, muốn tránh tránh chẳng được, lại đa mang. Còn sự khổ não về bệnh tật đó thì Đức Thầy nói bút nào mà tỏ ra cho hết được. Để thấy không, đó, cái thân con người nó đâu phải là vĩnh viễn trường tồn, nó đâu phải còn cái tuổi xuân sinh gì như quân dạy hoài đâu, nó đâu phải là trẻ mãi không già, phải không? Cho nên á, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, ông là một cái nhà mà có cái triết lý sâu sắc về nhân sinh quan,
ông thấy được cuộc sống của con người đó không có bao nhiêu năm. Cho nên ông mới viết cái bài mà cát bụi đó. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về với cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, vết mực nào xóa bỏ không nuôi đó. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm giàu chết một ngày. Rồi anh nghe được cái bài nhạc mà hay hay mà ta thường hát hoài, Đệ Vàng, còn nhớ không? 60 năm cuộc đời đó. Tức là người ta thấy cái cuộc đời có ngắn ngủi, có 60 năm đó. Mà đối với cái thế gian người ta chưa biết đạo thì người ta là luôn lúc nào cũng là khích lệ cho tất cả bao nhiêu người đó là hãy thụ hưởng trên thế gian này đi. Để rồi sau này khi 60 năm cái đoạn kết cuộc đời mà kết thúc rồi, con người nó không có hối hận là chúng ta đã được nếm trải với bao nhiêu cái cuộc vui ở trên thế gian này. Cho nên mới khuyên ta tu, người ta mới nói một câu là thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói đến ngàn năm. Cứ chơi đi như vậy đó cho nó vui vẻ, chơi đi để nó thụ hưởng được bao nhiêu cái sung sướng của cuộc đời. Nhưng mà khi em biết theo cái luật luân hồi của nhà Phật đó, Đức Phật mới thấy rõ được con người chết là chưa hết. Cái thân này mà bị hoại theo ý lý thời gian, sanh lão bệnh tử rồi, thì khi mà ở thế gian này đó, theo chiều nhân quả, chúng ta tạo ra cái nhân gì thì chúng ta đành hưởng cái quả nấy. Nếu ăn chơi sa đọa, đó nào là rượu chè cờ bạc gái gú, hay hoặc là theo những cái thói đam mê nào đó mà làm cho cái thân mình đó là phải gây ra những cái tội lỗi, nào là tính kế gian mưu xảo, hại người cướp bóc đó, để cho chúng ta được phục vụ cho cái giả thân này nè, thì cuối cùng đó như để mình phải đành chịu ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, thì xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Cho nên do đó mà người ta mới hát lên bài hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu vui sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu cao dời dợi, nhưng em ơi có là bao. Sống là thế đời không vui được bao, sống được bao đời không vui là thế, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời rồi chấm dấu hỏi. Đó, kết thúc cuộc đời nó như vậy đó, một đời người nó ngắn ngủi như vậy đó, mà có đôi khi người ta chưa thật là sống được 60 năm. Tại vì sao? Tại vì trong pháp hội khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài hỏi với tất cả tín chúng rằng cuộc đời con người sống được bao nhiêu? Người này thì nói là 70 năm, 80 năm, người kia nói 90 năm, 100 năm, rồi có người nói 30-40 năm. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, Đức Phật mới nói cho tất cả mọi người biết đời người chỉ sống trong một hơi thở. Đó, quý vị thấy yếu lý vô thường, cái thân vô thường của mình đó, nó không có bền chắc chi cả. Mà chỗ này đó Đức Thầy nhắc rất là nhiều lần trong cái bài lời khuyên bổn đạo á đệ. Đức Thầy nói, trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống, lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ô trược này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai, nào hay cái thân vô thường tạm mượn của các trò. Đó, do tứ đại hiệp thành. Đó, do tứ đại hiệp thành, do đất nước gió lửa hiệp thành, sớm muộn gì nó cũng tan rã. Giống như là cành hoa sắc nước hương trời, đó, không có bền chắc chi cả, còn tội chướng thì phải chịu luân chuyển báo đời. Cho nên cái cuộc sống, cái thân con người chẳng khác nào là cái hoa phù dung, sớm nở lại chiều tàn, không có chi bền chắc. Đó. Ngày xưa 60 bạc đầu, ngày nay 30 thì tóc râu nó bạc nhiều. Phải không? Cho nên có một cái ông này đó, sau khi mà ông chết xuống Diêm Vương rồi đó, thì Diêm Vương mới xét tội ông. Ông mới nói Diêm Vương à, đúng ra đó ngài phải báo trước cho con đặng con biết chứ. Chứ đâu mà ngài bắt ngang con như vậy. Cái Diêm Vương mới nói là tôi có báo ông nhiều lần lắm rồi mà tại ông không biết. Ở sớm ông có bao nhiêu đứa trẻ nó chết nước, nó bị tai nạn, nó bị bệnh khổ nó chết, thì cái đó là lá thư thứ nhất tôi đã cảnh cáo cho ông rồi. Lá thư thứ hai là ông dòm những cái người cùng tuổi với ông đó, tóc râu đó cũng bạc nhiều rồi,
Đó, thì đó là lá thư thứ hai. Tới lá thư thứ ba mà khi con người ta đó già nua đi, đó, có những cái nếp nhăn mà ông nhìn nó đã bị lão quá, thì đó là những cái lá thư mà tôi đã gửi về cái sự sanh già bệnh chết, đã cảnh báo cho con người thế gian này. Vậy thì tại sao ông nói không gửi cho ông chứ? Thì ông mới nhận ra rõ ràng là như vậy. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắc trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Cho nên Đức Thầy mới hối thúc: kỳ xả tội nay còn một lúc sau, chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Cho nên con người ta đó mà muốn được thân này vĩnh viễn trường tồn đó, thì mình phải thay đổi cái thân này. Từ cái thân phàm phu này trở thành thân Phật Thánh. Từ cái thân mà có cái ngũ trược nè, tức là kiếp trược nè, kiến trược nè, chúng sanh trược nè, phiền não trược và mạng trược. Thì khi mà mình tu niệm Phật mà giảng sanh về thế giới cực lạc thì mình mới có được là thân thì thân công đức hiền lành, thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Đó, thể thanh tịnh thường không quy náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa khổ bệnh kia, bởi đó mà chừa ta thoát cuộc lao đao gì nó. Cho nên nó chỉ có một cái là mình tu mới thoát khỏi được cái yếu lý vô thường thôi. Chứ còn nếu không tu đó thì cái thân này đó mình mới thấy là nó từng giờ từng phút nó chi phối. Mà Đức Phật đã từng nói là xác thân con người là một ổ chứa di trùng, nó từng giờ từng phút đục khoét và cuối cùng đi đến chỗ tàn hoại quý vị à. Thân hôi tanh mũi ruồi đón rước, thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi, đâu lúc nào toàn vẹn yên vui là kiếp trượt ta xin kể trước. Dạ. Cho nên qua đây là quý vị mới thấy được con người á quý vị à, nó sẽ đi theo yếu lý vô thường mà mình không có cuộc sống bền chắc. Sớm còn tối mất, phút chốc chúng ta đã qua đời khác. Cho nên cái bệnh á, là cũng yếu lý vô thường, nó là sứ giả của vô thường. Cái già nó cũng là sứ giả của vô thường. Cái sanh ra rồi nó cũng là sứ giả của vô thường. Cuộc đời nó ngắn ngủi, có khi người ta mới sanh ra rồi nó chưa có kịp tất kiến tiếng khóc nữa quý vị, ngột quá rồi thì con người phải đầu sanh ở kiếp khác. Có người lớn lên thì 2-3 tuổi, có người thì 10 mấy tuổi, có người thì 30-40 tuổi. Đó mà nhất là bây giờ đó quý vị, thấy yếu lý vô thường nó chi phối con người rất là nhanh lẹ, đột tử cái là xong. Mới thấy sống sờ sờ đó, đi khám bệnh xong cái biết mình bị viêm gan, mình bị là u não, mình bị ung thư phổi. Nó nói chung là những cái bệnh đó nó chi phối rồi thì con người sớm còn tối mất rồi quý vị. Một khi chúng ta không tu rồi đó, cái tinh thần mà bị khủng hoảng rồi đó, thì thưa quý đồng đạo, cái sự chết đem đến cho chúng ta rất là mau. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật luôn lúc nào cũng cảnh giới cho chúng ta biết được cái thân của chúng ta là vô thường. Xác thịt này đó là do chúng ta mượn của 4 chất tứ đại, đất nước gió lửa hiệp thành, không có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Thì sư Minh Tuệ cũng đã giác ngộ được cái điều này nè quý vị. Cho nên đó, Ngài cố gắng, Ngài dốc lòng, Ngài tu, mà Ngài đã chọn một cái pháp tu là một con đường đi tắt nhanh nhất. Khi Ngài đã thể hiện là Ngài đã nhập vào trong cái dòng thánh rồi, đó là hạnh đầu đà. Cho nên Ngài tu một lòng mà quên đi cái ngủ của thế gian, quên đi những cái thi dục là ăn uống no sai. Đó cuối cùng rồi đó thì Ngài sao? Dốc tu cho mau thành Phật quả để thoát kiếp luân hồi. Và ba nữa đó quý vị, là tới cái tâm của chúng ta vô thường nữa, cái tâm của chúng ta nó thay đổi theo từng cái sắc na nữa. Mà Đức Phật nói cái tâm của con người á quý vị, trong kinh Kim Cang Đức Phật nói con người có 3 tâm. Ủa sao vậy? Chúng ta có 1 trái tim, chúng ta có 1 cái suy nghĩ, chúng ta có 1 cơ thể, thì đúng ra nó chỉ có 1 tâm thôi. Nhưng mà Đức Phật nói con người có 3 tâm. 1 là tâm gì? Tâm quá khứ. 2 là tâm hiện tại. Và 3 là tâm ở tương lai. Tức là con người luôn lúc nào đó người ta cũng nhớ bao nhiêu việc nó đã qua rồi, phải không quý vị? Đó mà cứ nhớ tới rồi cứ dằn dai đau khổ. Những cái gì mà làm tội ác rồi đó, nó tạo ra những cái cơn khủng hoảng, tạo ra những cái mà nó làm cho cái ký ức của chúng ta không được vui vẻ chút nào, cứ lo âu sầu muộn hoài. Rồi cái việc chưa tới thì chúng ta đã lo trước rồi quý vị. Chúng ta mơ ước rằng ngày mai như vậy như vậy như vậy, nhưng mà cuối cùng không được. Tại vì yếu lý thời gian nó chưa tới thì con người cứ phải là ngồi đó mà cứ lo xa. Rồi tới cái hiện tại cũng vậy, đói no dinh nhục sang hèn còn mất được không,
Đó, thì nó làm cho tâm của con người đó không thể nào yên. Sanh ra trong trần, con người thường hay bị các thị dục, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng, cái tư tưởng đó rù quến tâm trí con người mãi mãi quay vòng không thể nào thoát khỏi dòng sanh tử được, thưa quý đồng đạo. Cho nên cái tâm của con người đó thì đó là ba tâm mà Đức Phật đã kể, tức là tâm quá khứ, tâm tương lai và tâm hiện tại. Bây giờ con người tu là làm gì? Trở về với nhất tâm, theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Cho nên đó là khi mà chúng ta chưa biết thì chúng ta nghĩ rằng con người sẽ có một tâm thôi đó. Cho nên nó bao nhiêu cái sự mà ham muốn trên thế gian do cái tâm nó khởi lên thì con người ta phải tìm cầu để làm cho nó bằng được. Nhưng mà cuối cùng rồi đó quý vị à, chúng ta việc chưa tới thì chúng ta đã mong, việc qua rồi thì chúng ta lại hồi tưởng, rồi cái việc hiện tại thì chúng ta lại sao? Chạy theo nó, chạy theo trần cảnh đó mà nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa đồ êm dịu, đồ thơm tho nó ưa, nó chịu chốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo để đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Dạ, vậy huynh cho đệ hỏi gì là sư Minh Tại là thấy sự vô thường như vậy ngài mới đi tu hả sư huynh? Dạ đúng rồi đệ, cho nên ngài mới thấy được hoàn cảnh vô thường nè, thân vô thường nè, tâm vô thường, cho nên sư Minh Tại mới dốc lòng tu niệm. Và ngài trả lời với lại các người mà đến hỏi ngài đó, vừa trả lời mà đó cũng là một cái lời khuyên nhủ, là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người hãy sớm lo tu, để không thì yếu lý vô thường nó chi phối rồi, con người không bao giờ tu được. Có hối hận thì nó cũng đã muộn rồi. Cho nên ngài nói lỡ mà nghiệp nó đến, rồi lúc đó thần trí mình hôn mê thì biết cái gì để tu, thì theo cái dòng nghiệp nó phải chi phối, phải bị luân hồi mãi mãi. Cho nên vui chi ở trong thế gian này có một chút mà lại sầu phải vạn kiếp ngàn năm. Con người mất thân này rồi thì tìm cầu lại không được. Cho nên do đó sư Minh Tệ đã sớm giác ngộ qua hai chữ vô thường. Cho nên hôm nay con mới có dịp là trao đổi với tất cả cô bác anh chị em qua cái sự nghiên cứu học tập của con về cái ý lý vô thường, để biết được cái thời gian nó chính là cái chiếc búa sắc bén đó, mà dưới cái sự mệnh lệnh của vô thường nó đoạn tiệt mạng sống của con người bằng một cách rất là tàn nhẫn, thưa quý đồng đạo. Cái thứ hai, thân của mình nè cũng vô thường, chúng ta không có thấy nó mạnh lành như vậy đâu, ngoài cái xác thân mà chúng ta còn phải đi đứng nằm ngồi này, thì ở phía bên trong nó là gì? Là một ổ chứa vi trùng, ở từng giờ, từng phút đục khoét và cuối cùng đi đến chỗ tàn hoại. Rồi cái tâm của con người giống như con khỉ truyền cây, con ngựa quan chạy ngoài đồng nội vậy đó. Nó thay đổi theo từng cái sát na, thay đổi theo từng cái hoàn cảnh, thay đổi theo từng cái điều kiện sống vậy đó để. Mình mới mơ ước đây, có khi thì mình có một cái câu chuyện này để mình thấy được cái tâm nó vô thường. Ông này, ông mua cái miếng đất của cái anh bạn. Thì sau khi mà mua rồi đó thì ảnh về ảnh đào đất lên, vô tình cái ảnh đào được cái hũ vàng. Đào được cái hũ vàng cái ảnh suy nghĩ, ảnh nói cái hũ vàng này ở trong đất của cái anh bạn mình. Mình mua đất chứ đâu có mua vàng. Ảnh mới đem cái hũ vàng qua. Ảnh nói là tôi mua đất ở anh, nhưng mà vô tình tôi đào được cái hũ vàng này nè. Cái ông bạn á, ổng cũng có cái lòng chân thật, ổng nghĩ thật thà như anh nông dân này, anh nói tôi bán đất cho ông thì cái hũ vàng đó nó nằm trong đất đó là của anh chứ không phải của tôi. Cho nên hai ông cứ cù cưa mãi, cái chút xíu cái ông kia ổng nghĩ ra được cách, cái tâm nó biến đổi vô thường. Ổng nói tèn, nếu mà mình mà nói như vậy đó thì mình chịu thiệt, cái hũ vàng này đưa cho bạn mình thì mình cũng đâu có hưởng lợi gì, thôi mình nói là tôi bán đất cho anh chứ tôi không có bán vàng. Ông kia ổng thay đổi cái tâm lại, ổng nói chàng, sao tự nhiên mình đi nói với người bạn mình là cái hũ vàng này của ổng chi, trong khi đó mình mua đất thì tất cả những cái quyền lợi trong đất này thì mình hưởng. Đó thì ông kia ông nói hũ vàng của tôi, ông này không nói không, của hũ vàng trong đất tôi là của tôi. Cuối cùng rồi hai người cứ cự nhau tranh đua hơn thua. Rồi thì ông quan quyện ông đi ngang, ông mới hỏi. Ông hỏi vậy chứ hai ông làm cái gì mà cãi cử với nhau dữ vậy, thì mới kể lại mọi chuyện cho ông quan quyện nghe. Ông nói vậy thì thôi đưa hũ vàng đây. Hũ vàng này thì nếu mà ông này ông nói không phải của ông này, rồi ông này mới nói là không phải của bạn ông, vậy thì của tôi. Hai ông không có gì hết.
Cho nên tất cả thời gian, yếu lý thời gian và tất cả những cái mọi cái hữu thể trên thời gian này nó đều di chuyển biến dịch theo cái lý vô thường là như vậy đó đại vàng. Kể cả đồng tiền mà mình trên cầm trên tay nó cũng đi theo cái yếu lý vô thường nữa. Đây mà mình đem qua Campuchia tức là không xài được. Mà hôm nay mình cầm nhưng mà ngày mai thì sao? Trao đổi buôn bán nó đã qua của người ta rồi. Cũng giống như hũ vàng của ông đó vậy. Hôm nay ông đào được chút xíu cái ông qua bên kia, cái ông kia ông dành là của ổng. Rồi đó thì ông quan huyện tới thì không ai của ai hết, xung vào trong xung công, tức là đem vào trong 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 cái nhà quan người ta lấy. Đó thì như vậy đó cô bác anh chị em à, yếu lý vô thường nó chi phối chúng ta đó, nhanh lắm. Đó nó không có bền chắc gì mà con người sống ở đây chẳng khác nào là cái cõi tạm, mà Đức Thầy nói nơi cõi tạm sông sầu bể khổ là ngựa xe cám dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương quê gươm trí huệ ma dương hải hùng. Đó thì bây giờ đó là sư Minh Tuệ đã cầu tu cho đạt ngũ hương, cho nên đó là ngài dốc lòng ngài tu, ngài giữ giới tinh nghiêm như vậy đó, giữ giới ăn chay làm lành niệm Phật, cho nên ngài tỏ ra được một cái hương thơm mà nó bay khắp hết đó. Cho đến bây giờ khi mà ngài đủ giới đức, ngài đủ chánh kiến, ngài an trú trong chánh pháp như vậy đó mà ngài đâu có còn sợ yếu lý vô thường. Ngài nói còn cái thân này thương thì để sống tu, còn không thương thì thôi đó. Cho nên bây giờ đó mình mới thấy được chỉ có cái tu mới là mình chuyển được cái yếu lý vô thường đó. Cho nên qua đây con muốn tâm sự cùng với tất cả cô bác và trả lời qua cái câu hỏi của đệ vàng để chúng ta hiểu được đó, qua Phật lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ đã chỉ cho chúng ta cách là thoát khỏi vô thường bằng cái cách là sớm giác ngộ tu hành qua những cái pháp môn thiền tịnh song tu, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thì chính nơi đó đó chúng ta sống theo đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước câu phú quý ngài không mạng ước, chữ bồ đề như cội bá tông, ráng giữ nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Chúng ta sẽ sống trong cái thế giới thật là quang minh à, mà về tới đó rồi đó thì cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn cho chúng ta. Bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cho nên Đức Thầy khuyên chúng ta là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân hiện tính hững hờ thì chừng quả đến, e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Ráng trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ân nghĩa toan đền dứt nợ, mấy ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí thâm. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc lại cái đề tài trao đổi cùng với tất cả cô bác anh chị em hôm nay. Thì trước khi dứt lời không nguyện ơn trên Tam Bảo Mười Phương, các vị Bồ Tát Chư Long Thần Hộ Pháp luôn gia hộ cho tất cả cô bác anh chị em luôn được an lành, ấm no, hạnh phúc trong từ quan của Phật Pháp và ngộ ra được cái lý vô thường để chúng ta cố gắng không có sợ vô thường, mà chúng ta lại cảm ơn vô thường, nhờ vô thường biết bao nhiêu điều đó nó làm cho chúng ta phải lo âu nghĩ ngợi đó. Thì chính cái đó là cái nghịch duyên đem đến cho chúng ta một cái pháp tu là sớm giác ngộ để chúng ta tu cho nó kịp lúc. Và nhờ vô thường này nè, con người đã trở thành là những bậc thánh nhân, cũng giống như là sư Minh Tuệ, ngài cũng đã cảm ơn được vô thường, thấy được vô thường, cho nên ngài giác ngộ, ngài tu chỉ trong 6 năm thôi. Nhưng mà bây giờ cái công hạnh của ngài đã vang xa khắp thế giới, được mọi người kính ái, giống như là một cái bậc thượng lưu. Cho nên qua đây đó thì xin cảm ơn vô thường, hiểu cái gì? À, cảm ơn vô thường. Rồi chúng ta lúc nào đó ngẫm lại một cái bài hát mà trở về với các bụi để chúng ta thấy được yếu lý vô thường đó là cái chất liệu song ướp cho cái tâm đạo của mình ngày một dương lớn. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu chưa chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, chưa có ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này á, tựa phù du có đây rồi lại mất á. Cho nên á, là bây giờ tất cả cô bác anh chị em hãy nhớ đời nhớ cho, ta là cát bụi, ta là cát bụi xin người nhớ cho nghe quý vị. Nhớ đó. Rồi chúng ta hãy cố gắng từ cái cát bụi đó chúng ta cố gắng tu tập, mà sau này chúng ta đã chứng được kim thân thị hiện để dứt trừ tử sanh đó. Thì chúc cho cô bác anh chị em chúng ta luôn tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.